Bà ấy bà thấy bên này lộc đẹp ghê đấy nhỉ. Quá nhiều đấy. Mà ôi gọi là có cái chợ người ta đi bán thì mình đi thôi. Bà đi là bà đi đường bên đường nào được cống vào. Chỗ này giờ để nuôi gà thích. Mà gần lưới hết vùng quanh là nuôi gà. Gà Tuấn nó để ý đâu không bay sang đây đâu nhá. Con để ý gà nhà Tuấn nó không sang đây đâu. Con toàn thấy nó lên nhà bà Tuyền nữa. Không. Quỷ lắm mồm mà sang nghe hàng bầy. Mấy là năm mấy con. Mà gà trọi. Gà trọi thì chỉ có gà 1 tấn thôi chứ không phải. Này còn nốt đoạn bạt này nó đã hết quả rồi. Bọn này nó chạy có một cái điều hòa thôi à?